Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ten Media Job Network. Tiếp nối những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trước đó, Amy thật vinh dự khi nhận được khá nhiều chia sẻ về những cơ hội tuyển dụng tại các doanh nghiệp gửi về cho Ten Media Job Network. Và để mở đầu cho công việc đầu tiên hôm nay, đến từ một shop takeaway gần Đại sứ quán Việt Nam. Cửa tiệm nằm tại ga xe lửa H-Clip đang cần tuyển nhân viên bán bánh mì có khả năng giao tiếp tiếng Anh. Mức lương cùng chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt. Công việc ổn định cùng thời gian làm việc có thể linh hoạt, part-time hay full-time. Chủ tiệm không yêu cầu người có kinh nghiệm bán hàng, nhưng nếu quý vị đã có kinh nghiệm lại là một điểm ưu tiên. Shop chỉ yêu cầu nhân viên lanh lẹ, chăm chỉ và có trách nhiệm, gắn bó với công việc. Liên hệ ngay với chị chủ tiệm bán bánh mì qua số điện thoại 0480 105 918 để được đi làm ngay. Amy mến chúc quý vị sớm tìm được công việc phù hợp và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, Amy và Ten Media chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong được lắng nghe những ý kiến phản hồi từ quý vị khán giả. Đó sẽ là động lực để kênh YouTube Ten Media Job Network phát triển ngày một tốt hơn nữa. Hàng chục ngàn việc làm từ những nhà tuyển dụng uy tín với mức lương hậu hĩnh từ rất nhiều ngành nghề và đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên liên tục tại kênh YouTube Ten Media Job Network. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi và đừng quên nhấn biểu tượng chuông để có thể thường xuyên cập nhật những thông tin hữu ích từ Ten Media Job Network nhé. Vẫn còn rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn khác dành cho quý vị sẽ được Amy gửi đến trong chương trình lần sau. Mời quý vị hãy cùng đón theo dõi nhé. Thân ái, chào tạm biệt.